Hà Trinh xin chào tất cả quý vị khán giả đang cùng theo dõi chương trình Phụ Nữ Ngày Nay. Và sau một ngày chuẩn bị cơm nước đầy đủ cho gia đình rồi, chúng ta sẽ cùng ngồi với nhau vào khung giờ quen thuộc lúc 17 giờ Chủ nhật hàng tuần để cùng chương trình Phụ Nữ Ngày Nay thủ thỉ tâm sự về đủ thứ chuyện trên đời rất là ý nghĩa và hữu ích cho mọi người. Và chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về tình yêu nơi công sở. Dẫu biết là tình yêu là chuyện của hai người, nhưng vấn đề là khi ở công sở thì cái chuyện mà cảm xúc, hành động bị chi phối bởi công tư phân minh và tất cả mọi người đang quan sát thì nó là một vấn đề rất là khác luôn. Và khác như thế nào và ảnh hưởng trực tiếp đến mối quan hệ của chúng ta ra sao? Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng phân tích thấu đáo cùng với các khách mời của chương trình. Xin mời các khách mời xuất hiện. Trời ơi, giờ này đã đến cuộc họp rồi. Mày bây giờ chưa có ai... Trời ơi em, mà đang ở công ty mà sao em lại làm anh hành có động gì đâu vậy? Nè, có ai thấy rồi mà anh trời lo. Trời ơi, công ty này tí nữa mọi người vô rồi sao em? Kệ đi, chừng nào mọi người vô rồi tính. Bây giờ không được lắm thiết chưa. Dạ, chào sếp mới tới. So, tại sao mà bây giờ lại đi trễ? Thời gian họ bắt đầu rồi. Dạ, em mới đi đằng sau lưng Vi có chút xíu mà sếp. Thôi mình hợp. Dạ. Dạ, dạ. Sao rút kinh nghiệm nha. Dạ, em chào sếp. Rồi mọi người sẵn sàng chưa, chuẩn bị họp đi chưa? Họp gì? Họp gì? Thì họp. Sếp đâu họp? Ủa, chứ đây ai sếp? Xả vai hết rồi, khách mời. Ủa, có tình huống mình nhảy vô chơi chung làm á, làm người ta không biết báo. Sếp đâu đúng không? Dạ. Đúng rồi, đâu phải muốn diễn chung là diễn. Dạ. Hôm nay tưởng là đi họp, đi làm trong công sở nên đầu tư chuẩn bị bộ vest, cuối cùng chẳng có họp hành gì hết. Thôi mình lôi chuyện công sở ra mình nói cho có không khí đi. Đồng ý. Dạ, thường là Xù đi làm á, Xù bức xúc nhất là chuyện gì? Đối với Xù thì trong cái khoảng thời gian hoạt động nghệ thuật á, thì cũng có làm thêm một cái nghề nữa, đó chính là nghề copyright, là sẽ viết lách rất là nhiều và làm MC của radio. Thì em có một cái công ty hiện tại là Sony FM. Bây giờ để nói về bức xúc nhất thì cũng khó quá, tại vì bức xúc nhiều thứ quá. Khi mà mình đưa ra tiếng nói, không ai đồng tình trong một cuộc họp hết. Mọi người cứ phản bác cái ý kiến của mình mặc dù chưa thực hiện nó. Hoặc là chúng ta có thể nhận thấy một điều trong công ty sẽ có tình cảm bè phái, chia các nhóm khác để đánh gục những cái nhóm này. Trong cái bè phái đó có cả cặp đôi không? Đôi khi cũng có, giống như cái tình huống đầu tiên mở ra, đó là anh An và Vi đã đóng vai sếp và cái cô bạn gái của sếp. Nhìn cũng hơi ngứa mắt chút xíu thôi. Thật sự ngứa mắt chút xíu thôi chứ không có sao hết. Dạ, đôi khi nó có một cái sự là so sánh, và đặc biệt hơn hết là đưa lên bàn cân thì người yêu của mình chắc chắn là phải hơn những nhân viên còn lại rồi, đúng không? Xù nói làm sao, không phải lúc nào cũng chắc chắn như vậy đâu nha. Có nhiều trường hợp tại vì họ là cặp đôi với nhau mà bị hành xử còn khó khăn xét nét hơn cả những người bình thường đó. Không tin mình xem thử tình huống rồi mình biết. Bây giờ em tìm một vấn đề khác để nói được không? Em nghĩ giữa mình á, không còn vấn đề nào khác ngoài vấn đề đó hết á. Trời ơi, nhưng mà anh đâu có làm gì sai đâu em. Anh không sai, em không sai. Sai là ở cái địa điểm mình quen nhau á. Trời, không lẽ mình làm chung công ty rồi mình không được yêu nhau thì sao? Vấn đề là anh còn là sếp của em nữa. Rồi mọi người cứ nhìn vô hả, nói em là dựa dẫm chỗ của anh. Rồi hả, ỷ quyền ỷ thế. Trong khi hả, công sức em bỏ ra cho công việc này đâu phải là ít đâu. Như vậy là mọi người phủ nhận hết công sức của em. Em bực mình lắm á. Trời ơi, thì bây giờ nè, công việc của em, người ta nói cái gì kệ người ta, mình đi làm đúng công việc của mình thôi. Trời, công việc mình thì mình làm, bồ mình yêu, nhà mình ở, cơ mình ăn. Chứ mắc mớ gì nghe lời người ta nói làm chi rồi tự nhiên cái đòi chia tay anh à. Anh nói dễ nghe lắm á, tại vì anh là sếp, cho nên hả, cả cái công ty đâu có ai dám nói gì tới anh đâu. Chỉ có em nè, đi ra đi vô lúc nào cũng nghe bàn tán hết á. Chỉ có mình em mà chịu trận thôi à. Thì bây giờ em phớt lờ những lời đó đi. Nhưng mà người ta sinh ra có là hai cái lỗ tai để nghe chứ bộ, chứ không lẽ cái này cái nắm đông cô. Anh nói như vậy là để em chọn lọc những thông tin nào cần thiết thì em nghe, cái nào không cần thiết thì em bỏ qua. Chứ em nghe làm gì rồi em suy nghĩ, em giận hờn anh, trách móc anh vậy. Thiệt á, mấy cái chuyện này làm cho em mệt mỏi lắm luôn rồi đó. Mà em thấy cũng lạ, đâu phải mình đâu. Anh thấy không, chị Tuyền với là chồng chị đó cũng làm chung công ty với nhau đó, mà ảnh cũng làm sếp của chị chứ bộ, ảnh còn làm sếp tổng nữa kìa. Vậy á mà hả, có ai dám nói gì đâu. Vợ chồng người ta sống hạnh phúc cũng chết luôn à. Thì em cũng biết nói là vợ chồng, đã là vợ chồng về chung một nhà rồi còn cái gì đâu mà để họ nói nữa. Nhưng em nghĩ á, chuyện này mình không có dây dưa vậy được đâu, mình phải giải quyết á. Em có cách giải quyết? Có. Trời ơi, có cách giải quyết nãy giờ không nói cho xong. Rồi bây giờ cách gì nè, nói đi. Bây giờ em nghĩ là có hai cách. Một á là nghỉ việc.
Còn hai á là nghỉ yêu. Trời, có cách nào mà không cần nghỉ không em? Em cũng chọn được rồi. Em chọn cách một. Em nghỉ việc. Ừ. Rồi em không tiếc công việc này sao? Bao nhiêu công sức em phấn đấu, em làm quần quật mỗi ngày, bây giờ em bỏ hết ha. Anh nói em cũng thấy tiếc thiệt á. Ừ. Vậy thôi em chọn cách hai nha. Cái gì? Thôi thôi thôi, cách đó còn tiếc hơn đó em. Em không có tìm được một người nào thương em như anh đâu. Trời, là tính làm tóc tiên hả? Làm gì có ai thương em như vậy hả? Trời ơi, đúng rồi đó. Em mà chia tay anh em tiếc lắm luôn á. Em sẽ không bao giờ tìm được một người đàn ông nào mà tự tin mạnh miệng như anh đó thì có. Thôi được rồi, bây giờ vậy nè. Em phải dùng cái khả năng làm việc của mình. Em chứng tỏ cho mọi người biết là không phải nhờ anh, mà nhờ năng lực của em. Anh nói thì dễ lắm, làm đi rồi biết nha. Anh không có là em, anh không hiểu đâu. Giống như là cái cô này cũng bức xúc lâu năm đúng không Vi? Thí dụ mà người yêu là sếp như vậy thì chắc chắn là mọi người sẽ nhìn mình cái kiểu như ha, ỷ có người yêu là sếp hả? Dù nhiều khi mình không làm cái gì đi nữa, mình cũng sẽ nhận được nhiều ánh mắt soi mói hơn. Và ví dụ như cái công việc của mình, nếu mà mình làm tốt thì người ta sẽ nói là mình được chiếu cố. Hiển nhiên. Mình làm không tốt thì người ta cũng sẽ nói là ỷ có người yêu làm sếp cho nên làm việc rồi, không ra gì. Cho nên đường nào cũng không chạy thoát được miệng lưỡi thiên hạ hết. Ừ, tự nhiên cái nhắc tới đây cái Minh Sùng lại nhớ ngay tới cái bộ phim Hàn Quốc đang rất được ăn khách, đó chính là bộ phim Thư Ký Kim. Có ông sếp rất là đẹp trai. Nhưng mà Thư Ký Kim mà được mọi người yêu thích. Đúng rồi, chính xác. Cho nên nó khác nhau ở một điểm đó. Thì cái cô thư ký đó có tình cảm với sếp, nhưng mà cô sẽ giống với Tường Vi nè, là cô giấu đi và thể hiện cho tất cả mọi người trong công ty thấy là năng lực của tôi là như thế này, hoặc không ai có thể xoán ngôi được cái vị trí của mình. Cho dù là cái anh sếp này á, ảnh có tuyển trợ lý mới nhưng cũng không qua được cái cô gái này. Thì mình nghĩ là tình cảm là chuyện bình thường trong công ty, nếu như người yêu của mình là sếp thì cũng được thôi. Cũng thích thôi. Đúng nhưng không? Mà thật sự Vi nghĩ nếu mà có mà tình cảm ở trong công ty mà có tình cảm với nhau không giấu được đâu nha. Giấu đâu, không giấu được đâu, lòi liền à. Không lòi à, yêu mà giấu thì khổ à. Thôi mình tẹt ra luôn đi, có sao đâu. Thật, nhưng có những người ta lại muốn bảo vệ cho cái hạnh phúc cá nhân của mình một cách lâu dài hơn. Họ sẽ giữ kín cái câu chuyện tình yêu đó. Cái trường hợp này không ứng dụng ở trong văn phòng không đâu nha. Mà mình có thể nói là ở những nơi hoạt động cộng đồng. Ví dụ như trong đoàn phim là một cái nơi mà rất là dễ nảy sinh những cái tình cảm. Em từng tham gia một cái đoàn phim mà ở nơi đó là có một chị là sếp, một anh là dưới trướng sếp. Nhưng mà hai người đều thuộc hàng ngũ lãnh đạo cái đoàn phim đó hết. Đồng ý. Và mới đầu phim thì không sao hết, nhưng mà tầm giữa phim thì hai người có nảy sinh tình cảm. Thông thường ví dụ khi chị này đưa ra ý kiến và chị này là muốn anh này làm như vậy thì bình thường trong những cái đoàn phim khác thì thực hiện thôi. Còn này là không. Cãi nhau chí chóe. Cái cãi nhau ở đây mình cảm nhận được không phải là cãi nhau vì công việc, mà mình là cãi nhau bị lẩy. Cãi nhau kiểu giống như là tại sao không nghe em? Kiểu sao vậy? Em không tin. Thế là anh? Mọi người giống như cái kiểu cái gì vậy ta? Sao cái kiểu này kỳ quá? Thế là mọi người càng để ý hơn, mọi người càng xăm soi, càng tìm hiểu hơn. Và cuối cùng mà biết là hai người đó quen nhau. Mọi người cảm thấy rất khó chịu tại vì bị ảnh hưởng đến công việc chung của đoàn. Anh này không làm thì chị này không làm. Thế là mọi người bị ác cảm với cái mối quan hệ đó. Thấy cái tình huống éo le và gần gũi, tại vì thấy mỗi người mỗi ý và đều có đánh giá và có cái định kiến riêng đó nha. Nó tương tự như cái chuyện là kiều nữ đại gia cũng có định kiến. Bây giờ là nhân viên và sếp của mình cũng có định kiến. Họ cảm thấy gì đó sai sai ở đây? Vì cái tâm lý sai sai là ở đâu hả tiến sĩ Hòa An nhỉ? Thật ra chúng ta thấy là đối với lại công việc thì cần phải hết sức lý trí. Và cái sự phân công công việc, rồi cái mối quan hệ tình đồng nghiệp trong công sở đó, nó phải rất là rõ ràng và rành mạch. Nhưng mà khi mà chúng ta đã có được một cái tình cảm cá nhân nó len lỏi vào trong cái mối quan hệ của hai người, thì chắc chắn rằng là khi mà chúng ta bắt đầu bàn tới công việc là nó bắt đầu nó khó. Tại vì bây giờ là phân công cái cô này, cái người yêu của mình á, sẽ làm cái việc gì đây để mà tránh đi một cái việc là phải đi chung với lại một đồng nghiệp nam. Khi mà đi như vậy đã cái khó chịu rồi. Ghen chứ. Và khi mà cái người sếp ưu ái cho cái người yêu của mình thì bắt đầu có những sự bàn tán. Và đó là chúng ta thấy là trong cái đoạn video clip thì chính cái cô người yêu cô cũng bắt đầu cô cảm thấy khó chịu khi mà cô không được mọi người xung quanh công nhận. Chắc chắn sếp là người hoàn toàn tự tin.
với những cái lời nói của mình. Và trong video clip vừa rồi cũng vậy, anh chàng này anh chàng quyết liệt lắm, nói gì ra để khuyên cô người yêu là đừng có suy nghĩ nhiều quá về cái chuyện tình cảm của hai đứa nữa trong công ty. Nhưng mà cô này cô cũng sợ chứ, mình dưới quyền mà. Với lại là ví dụ như là Trinh với Vi với Sù sẽ là cùng chức quyền với nhau là nhân viên, đây sếp đây nè, người yêu đây ha, sợ giờ mà giao nhìn nó công việc. Đúng rồi, xong rồi cái tò mò nhiều chuyện nữa, rồi đó tọc mạch nữa, rồi làm cho mình khó chịu. Đôi khi nha, mình nói Vi, bữa thấy sếp đi với cô kia xinh lắm, mà trong khi mình đang là người yêu. Vi thấy làm sao? Khó chịu đúng chưa? Với lại thậm chí là ở trong cái mối quan hệ văn phòng với nhau cũng sẽ có sự e dè. Ví dụ như anh Minh chơi với em mà biết em là người yêu của sếp đi, tự nhiên cũng không dám nói gì hết. Đúng. Mắc công lỡ mình nói cái gì phật lòng nó đi nó mét. Đúng. Không, thực ra là chỉ có tình cảm với cùng một bạn đồng nghiệp ở trong đoàn, có tình cảm. Thực ra cái tình cảm nó chả gì sai trái, cũng chả sợ gì nói. Đúng. Nhưng mà mắc công là người ta để ý, người ta xăm soi này kia, cho nên không thích thể hiện ra vậy thôi. Mà đúng là cái gì càng lén nó sẽ càng vui. Không, anh thích cái vụ này nha. Thiệt. Lén lén lúc lúc rất vui. Cũng đồng tình vấn điểm này đúng không? Vấn đề là đặt một câu hỏi thế này. Thì làm sao để mà chúng ta có thể đòi lại sự công bằng cho những cặp đôi yêu nhau ở công sở đây? Mình đưa ra một tiêu chuẩn đi. Ví dụ như là Trinh, Trinh nghĩ là nếu như hai người đó yêu nhau mà không có ảnh hưởng đến công việc chung của mọi người thì không sao. Nếu như hai người yêu nhau ngoài đường mình thấy ôi dễ thương quá, tự nhiên này hai người trong công việc mình cảm thấy kỳ cục, chướng mắt, rõ ràng đó là quan điểm cá nhân của bản thân và mình cũng có sự áp đặt lên. Mình biết anh này với cái chị kia là người yêu với nhau không, yêu đương cho cố lên bây giờ thử công việc. Thực ra quan trọng là tự bản thân của mình, giống như là phải lý trí lên cái chuyện là ai nói mặt ai. Nhưng mà cái đó bản lĩnh lắm mới làm được đó nha. Chính xác á. Người yêu mình là sếp á, thì bây giờ đàn ông là sếp nhiều, cho nên là phụ nữ có một cái sự ngưỡng mộ với người sếp. Đôi khi nó cao hơn là cái người đàn ông ngưỡng mộ người phụ nữ mình là sếp. Cái mối quan hệ giữa sếp là nam á với lại nhân viên là phụ nữ á, thì dễ nảy sinh cái tình Chính cảm xác. Hơn. Tuy nhiên nó sẽ có gặp một vài những cái vấn đề mà như chúng ta đã phân tích rồi. Và đơn giản một cái chuyện nhỏ nhỏ như thế này thôi. Đó chính là ví dụ như bây giờ cái máy lạnh nó phải vô lạnh quá đi. Bây giờ tất cả là 10 nhân viên nữ đang ngồi nè, thì ông sếp vô ông quan tâm đến ai? Ông quan tâm đến người yêu của mình. Ông mới đưa cái khăn nè, em ơi lạnh không, em choàng cái khăn đi. Thế là chín người còn lại như thế nào, có đúng không ạ? Thì đó là một cái mà chúng ta phải bàn đến, và chúng ta chắc chắn là việc đó nó sẽ xảy ra. Vậy thì cái cách giải quyết ở đây là bạn có tình cảm đi chăng nữa thì đó chính là chuyện của hai người. Còn trong công việc hoặc là trong cuộc họp hoặc là trong công ty văn phòng thì đừng nên thể hiện tình cảm một cách công khai quá đáng. Thì ai cũng sẽ hiểu được điều đó. Nhưng mà thể hiện điều làm đó được hay không mới là vấn đề. Nói chung là quý vị ơi, làm sao để có được sự công tâm của mọi người khi có người yêu là sếp vẫn là một câu hỏi đầy hóc búa. Và ngay cả những người có nhiều kinh nghiệm như là tiến sĩ tâm lý Hòa An hay là Minh Sù hay Tường Vi đều đang trăn trở và suy nghĩ rất nhiều. Thôi bây giờ chúng ta làm một cuộc khảo sát nho nhỏ với khán giả nhé. Xin mời quý vị sẽ lắng nghe ý kiến của khán giả. Để mà có sự công tâm thì mình nên tách biệt giữa cái công việc và tình cảm với nhau. Anh sẽ bỏ mặt ngoài tai hết tất cả những lời nói của họ. Thì mình cứ làm tốt cái công việc của mình đi, thì mình cứ phấn đấu, thì sau này mình cũng sẽ được đền đáp đúng cái khả năng mình làm thôi. Mình nói vậy thôi chứ thật ra tình cảm thì nó sẽ lâu lâu nó sẽ có chi phối một chút trong công việc á. Thì những lúc nó như vậy á thì mình nghĩ là hai người không nên làm một chung một phòng ban đâu, có thể chủ động để chuyển phòng ban chung một công ty cũng được. Khi mà làm việc á thì mình cứ cư xử với nhau như là đồng nghiệp. Còn sau khi mà ra khỏi công ty á thì cái đó là cái vấn đề riêng tư cá nhân. Nói chung là không có những cái hành động, những cử chỉ hay những lời nói gì nó vượt quá mối quan hệ trong môi trường làm việc. Theo khảo sát của chương trình Phụ Nữ Ngày Nay, hầu hết các ý kiến cho rằng để có được sự công tâm của đồng nghiệp trong công ty khi người yêu là sếp, nên tách biệt giữa công việc và tình cảm, không thể hiện tình cảm nơi công sở, bỏ ngoài tai những lời dèm pha và làm tốt công việc của mình, hoặc cũng có thể chuyển đổi phòng ban chứ không cần thiết là nghỉ việc. Đó, nhìn chung là khán giả cũng rối tung rối mù giống mình luôn, họ cũng cảm thấy khó chịu ở cả hai cương vị. Là nhân viên hay là cái người đang có người yêu là sếp, họ đều cảm thấy là không thoải mái. Nhưng mà tình yêu mà ai biết nói trước được điều gì, đúng không? Quay trở lại tình huống đi, bây giờ hai người này chưa phải là vợ chồng, nên đôi khi họ vẫn có thể là bụp quyết định chia tay như bình thường sau cái cuộc cãi vã này. Nhưng mà quan trọng tình huống thì luôn luôn lắc léo và không biết kết cục như thế nào. Chúng ta nghĩ xem tình huống này sẽ đi đến đâu.
theo những gì cách cổ thể hiện ra, em nghĩ cổ cũng là người phụ nữ có năng lực. Mà nếu là người phụ nữ có năng lực thì cổ cũng dư sức tìm công việc ở một cái công ty mới. Thôi nghỉ làm đi. Rồi, chắc vậy, gắt vậy. Trời ơi, cái tình yêu mà tôi không có được tình yêu này thì tôi có tình yêu khác. Cái công việc hiện tại tôi đang quá là thích đi, tôi đang quá cảm thấy phù hợp và an toàn với cái công việc đó, cho nên là nghỉ yêu còn đỡ hơn là nghỉ làm. Tuy là mình mang tiếng là nghỉ yêu nhưng mà cứ suốt ngày đi ra đi vô vẫn chạm mặt nhau, nhưng mà mình vẫn thẳng thế này thế nhau. Kia thì em nghĩ nó cũng sẽ khó lắm. Anh An sao bây giờ? Nè đây hai phía nè, hai chiến tuyến rồi nè. Thật ra thì tôi nghĩ rằng là cổ sẽ quyết định là không yêu nữa, nghỉ yêu. Nghỉ yêu mình sụp. Dạ. Đó, để mà tập trung vào trong cái công việc để mà chứng minh năng lực của cổ là thôi, như thế nào. Anh đã chọn yêu, em chọn nghỉ làm. À, vậy là đây là nghỉ yêu, đây là hai. Bây giờ anh, là anh với em cùng phe. Ý kiến của anh thì mà anh thiệt luôn á. Lật như lật bánh tráng gì đó. À. Thì thường là hai bọn anh An với Vi là cùng phe thôi. Giờ cho một lần Minh Sụ với Vi theo phe nha. Rồi. Được không? Bắt tay nha các đồng đội. Nghỉ làm. Còn bây giờ sẽ là đáp án của chương trình. Làm cái gì mà gọi không máy không biết nữa. Anh, sao anh gọi em từ trưa đến giờ mà em không ra máy vậy? Thì họp sao nghe điện thoại được. Ủa họp gì? Bữa nay làm gì có lịch họp nào? Nè nha, bữa nay phát hiện nha, lạm dụng chức quyền hả, theo dõi follow em đúng không? Follow cái gì? Không có một cuộc họp nào mà không thông qua anh hết. Nhưng mà em đâu phải họp với công ty của anh đâu. Em họp với công ty mới, chuẩn bị cho những dự án bên công ty đó đó. Trời đất ơi, cái gì mà em giỏi vàng vậy? Giỏi vàng cái gì? Thì em đã quyết định là nghỉ việc rồi. Em đã nộp đơn luôn rồi, thì bây giờ em phải chuẩn bị cho tiếp nhận công việc mới chứ làm sao? Em nộp đơn nhưng mà cái đơn nghỉ việc của em đã duyệt đâu? Trước sau gì cũng phải duyệt cho em thôi à. Còn nếu như mà công ty anh không duyệt á, thì hết hạn, em sẽ tự động nghỉ thôi. Thiệt á, em cứng đầu quá. Bao nhiêu áp lực như vậy á, nội tâm trí đâu mà hả lo suy nghĩ công việc nữa. Nội lo cho cái chuyện của mình không á là đủ stress rồi. Trời ơi, hôm nay anh gọi cho em là để thông báo cho em một cái tin. Vậy là ban giám đốc duyệt đơn của em rồi đúng không? Vậy đi cho nhẹ lòng. Một hai ngày nữa em vô công ty rồi em sẽ thu xếp lấy hết cái đống giấy tờ hồ sơ đồ đạc của em chỗ ngồi. Anh chưa có nói xong. Quán cà phê chứ không phải là công ty đâu nha, đừng có lên giọng sếp với em đó. Không phải, anh muốn nói với em một tin là ban giám đốc đã thống nhất là giao dự án số 4 cho em. Cái gì? Giao dự án số 4 cho em? Ừ. Vậy là lần này em được làm trưởng dự án luôn hả? Đúng rồi. Nhưng mà em nộp đơn xin nghỉ việc mà tự nhiên lại giao dự án cho em là sao? Anh có nhúng tay vào vụ này đúng không? Người ta thấy em có năng lực và người ta trân trọng cái cách làm việc của em rất là có tâm, người ta mới giao dự án số 4 cho em. Chứ anh làm cái gì mà có sức ảnh hưởng đến ban giám đốc của tổng công ty? Thiệt không? Nhìn mặt anh em nghi lắm á nha. Nghi cái gì mà nghi? Em mà nhận cái dự án này á, chắc chắn là em sẽ không được yên thân đâu á. Không được yên thân thì em phải càng làm tốt dự án này, thì không còn ai nói ra bàn giao với em nữa. Nhưng mà trong quá trình đó chắc chắn sẽ có những người hả đứng phía sau lưng nói xấu em, nói là hả em có được dự án á là chắc chắn là có anh hậu thuẫn. Như vậy sao mà em chịu được chứ? Bình thường nó nghe nhiều rồi, bây giờ còn nhiều hơn hả? Trời ơi, người ta nói cái gì kệ người ta. Quan trọng là bây giờ thời cơ và cơ hội đang tới với em. Em phải nắm bắt. Chứ không phải là vì những cái lời nói phiến diện của người ta rồi em bỏ cái dự án đi. Mà có chắc chắn là anh không liên quan gì tới cái dự án giao cho em không? Chính em cũng không tin vào năng lực của em. Thì mắc mớ gì mà người ta không nói xấu sau lưng em. Thôi bây giờ nói chung là em đã quyết định nhận công việc này rồi. Cái gì vậy? Trời đất ơi, cái ông này nãy giờ nói tới nói lui tự nhiên áp đặt cho người ta. Em nhận người nào đâu, em đâu có nói em đồng ý đâu. Đơn nghỉ việc em còn để công ty nữa mà. Chứ bây giờ em muốn sao? Thì chuyện thôi. Này tự nhiên tới đột ngột quá. Anh phải để cho em có thời gian suy nghĩ đó. Trời chứ. Trời ơi, suy nghĩ cái gì nữa. Nhưng mà trời ơi, anh không biết á, trong group của công ty nói đầy luôn á. Càng đọc càng áp lực luôn á. Nói gì? Thì họ nói là người yêu của sếp có khác, có sếp là gấu, có khác. Họ nói là gấu á. Trời, kêu anh là gấu hả? Thì đó, giới trẻ bây giờ yêu nhau bồ người ta gọi là gấu á. Cái group nào tát cái tên anh vô nha, coi cái đứa nào mà nói là gấu. Trời, chưa đâu, là gấu thôi nha. Xong rồi mấy bạn nó hả, sếp là đứng người đứng đầu tàu, họ gọi là đầu gấu nữa đó. Trời ơi trời, làm cái túi luôn. Thôi đi, anh biết rồi. Nhưng mà dự án này nếu mà nhận là áp lực lắm á em. Biết rồi, em áp lực thì anh sẽ là người phía sau để em trút bỏ những áp lực đó nha. Nhận nha. Nhận nhưng mà nha.
Hi hi. Chúc mừng Vi và Sự. Lại sai bếp thế này. Sai đó chứ đó. Cái gì mà cười. Có mới đầu cô có ý định nghỉ làm nhá. Biết vậy em theo phải anh. Nhưng mà sau một hồi khuyên can, cô quyết định ở lại và tiếp tục cái dự án mà cô Hằng mơ ước. Nên là không có nghỉ làm và cũng không có nghỉ yêu. Đôi khi hiện tại nha, em thấy mọi người đang yêu bản thân tức là mình họ đang nhiều. Sợ yêu á, chính xác, và họ cố bảo vệ cho mình đó. Nhưng mà thật ra em thấy á, tìm được một người yêu mình và một người mình yêu á, nó đâu có dễ đâu. Và khi mà đây đâu phải là một anh chàng tầm thường đúng không? Anh chàng rõ ràng là có trình độ nè, có công việc tốt, tất cả mọi thứ đều tốt thì mới lên được đến vị trí sếp. Thì biết đâu bây giờ cổ bỏ lỡ cái người này, sau này cổ sẽ không tìm được một người khác. Còn công việc bây giờ rõ ràng là cổ ngừng yêu hay tiếp tục yêu đi nữa thì cũng đã bị những cái lời sầm xì đó rồi. Và mình cũng đã sai rồi vì đó. Dù đúng dù sai cũng phải bị phạt. Ở đây chương trình có một vài những câu hỏi từ khán giả của chương trình Phụ Nữ Ngày Nay gửi về. Mà với cái kinh nghiệm tình trường của Vi và Sù, Trinh nghĩ chỉ là một cái búng tay trả lời được rồi. Nghiêm túc. Lẽ ra là Hòa An phải chịu phạt luôn. Nhưng mà đã là một chuyên gia tâm lý thì cái chuyện phạt này quá dễ. Đúng rồi. Nên thôi, ban giám khảo ha. Giờ làm ban giám khảo xem coi ai là người có sự xử lý tình huống khéo nhất. Thật là chỉ có 4 câu hỏi thôi. Hai người đều tư vấn nha, cùng một câu để cho thấy được cái đáp án nó rõ ràng hơn nhiều góc cạnh. Trả lời thật nhanh trong vòng dưới 10 giây. Rồi. Mọi người sẵn sàng chưa? Dạ. Sẵn sàng. Rồi. Đầu tiên là một câu hỏi khảo sát thôi. Bạn cần gì ở người yêu của mình? Mời Sù. Sù cần một người hiểu mình. Sù cần một người sẽ quan tâm nhanh tới lên, mình 10 giây thôi. Rất là nhiều những cái mình thiếu. Ví dụ như là cái bữa cơm gia đình với cái hết giờ này. Cần gì mà quá trời, cần cả trái đất luôn á. Rồi, Tường Vi. Em cần anh ấy tồn tại. Có nghĩa là chưa có người yêu luôn á hả? Là chỉ cần tồn tại thôi là được rồi. Ok, chấp nhận. Qua câu hỏi số 2. Số 2. Rồi, làm sao để quên đi một thứ mất mát có giá trị? Chúng ta có thể gặp bạn bè, sau đó chúng ta có thể đi ăn một bữa ăn ngon. 10 giây thôi lẹ lên. Chúng ta có thể đi shopping, mỗi lần mình sầu buồn là mình sầu hay đi shopping lắm. À, có nghĩa là dùng tiền để mà mua lại những niềm vui khi mất mát đó. Nhưng mà nếu mà không có tiền thì sao? Có tiền chứ, có mà. Rồi, đó trường hợp mình sầu rồi. Bây giờ Tương Vi. Mình sẽ làm mất một thứ có giá trị hơn cái thứ đã mất. Cái rồi. Gì vậy? Rất quá luôn. Có điều kiện lắm hả Vi? Thì rõ ràng bây giờ câu hỏi đặt ra vậy đúng không? Thì em trả lời đúng vậy, bây giờ làm sao? Ê. Thì đó. Đúng. Lẽ. Không chấp nhận, chấp nhận. Qua câu số 3 nè. Làm sao để ngừng yêu đơn phương một đây. Người? Với cái khả năng tình trường của mình Sù trong những khoảng thời gian vừa qua. Trả lời ngắn gọn thôi. Để ngừng 10, yêu 9, đơn phương 8, thì 7, sẽ 5, không 4, yêu đơn phương nữa 3, mà sẽ đi kiếm 2, người yêu. 1. Thắt ế đúng không? Đúng rồi, thắt nói ế. Nói dễ quá. Để không yêu đơn phương một người thì sẽ yêu đơn phương hai người. Có lý, có lý. Hơi tốt mồ hôi, cảm ơn chị gia tâm lý Tường Vi câu hỏi. Nó có một cái câu hát của một ca sĩ nữ hát. Người phụ nữ tham lam chính là em. Gì? Người ta có ai là tham lam không? Còn tồn người yêu không tồn tham lam chứ còn gì nữa. Yêu đơn phương là có tình cảm. Anh nhớ những câu hỏi của chị Trinh đưa ra, chị đặt làm sao? Đúng không? Chứ đâu có bắt diễn giải bằng cách mà gọi là đúng rồi. Chi tiết được ghê gớm. Tất cả chỉ là ngụy biện. Anh cố gắng câu hỏi cuối cùng đi nha. Bây giờ một câu hỏi về con số. Trời ơi, chết. Hãy tính nhanh đây, đáp toán án nghề của chàng cho bài toán này. Mọi người biết số pi không? 3,14. Số pi, ok. Đúng rồi, 3,14 nhân 315. Nhanh lên. 3,14 nhân 315 ra 6. Ai có thì giơ tay. Rồi, mời Tường Vi. 60.397,2583. Hay quá, Tường Vi đã chiến thắng. Tường Vi thân mến, sai bét. Sao? Nhưng mà nhanh. Tính nhanh mà. Đâu có kêu tính đúng đâu. Đứng ra Sự ơi. Xịt cái nước khoáng cho em xả keo em ra. Sự ơi, đôi khi chân thành quá không đúng được. Đúng là phụ nữ ngày nay mà. Phải. Có nhiều sự lém lĩnh, tự vượt tin. Qua được sóng gió, đúng không? Đàn ông của mình giờ thua rồi. Nhưng mà qua cái hình phạt mới thấy là Tường Vi thiệt sự quá nhanh nhẹn luôn đó. Mặc dù không có đúng gì hết trơn á. Nhưng mà kệ, cổ có cách xử trí riêng cho cuộc sống của cổ là được rồi. Hòa An ơi, là lỡ bây giờ lỡ mà Trinh yêu một người sếp của mình, hoặc là này Trinh làm sếp, Trinh có một người yêu là nhân viên, Trinh làm sao đây? Khi mà chúng ta xác định là chúng ta có một cái mối quan hệ trong cái công sở như vậy thì chúng ta phải lường trước, chứ đừng để mà yêu một cách quá vô tư. Và yêu quá vô tư như vậy thì cuối cùng là chúng ta sẽ dễ mắc phải những sai lầm mà như chúng ta đã phân tích từ nãy đến giờ. Và nếu như thật sự mà quá yêu và phải trả lời cho một câu hỏi là thực sự là chúng ta có yêu không, và thật sự chúng ta có muốn là đi đến được đến cuối con đường với cái người này hay không, để mà chúng ta tìm những cái cách thức cho nó rõ ràng hơn. Hoặc là chúng ta có thể chuyển sang một bộ phận khác cũng cùng công ty để đỡ lời ra tiếng vào. Đúng rồi, tức là cũng có thể là bộ một cái bộ phận mà nó không có trực tiếp
làm việc trực tiếp với sếp. Cũng có một cái trường hợp dễ thương đó là họ đã chỉ làm chung một tòa soạn báo, thì có một anh chàng đã làm một phần IT, sửa máy tính thì nọ các kiểu, còn cô nàng làm phần nội dung. Là hả, lâu lâu buổi trưa là cô nàng làm sushi hay là kimbap tới cho anh chàng ăn, là nguyên phòng được ăn ké tại cô làm dư quá mà. Nên ai cũng ủng hộ cái tình cảm đó hết. Vậy vấn đề chung là chúng ta thấy nếu mà lợi ích được chia đôi, được nhiều người được hưởng về cái năng lượng đó hoặc là cái niềm vui trong cái mối quan hệ đó thì người ta rất là ủng hộ. Nhưng mà nếu mà ngày nào cũng nghe những cái điều bực dọc thì người ta không thích là đúng rồi. Đúng mà rồi. Cũng có thêm một trường hợp là tiến sĩ Hòa An. Hai người này là cùng yêu nhau, sau đó cùng làm một công ty, chồng là sếp, vợ cũng là sếp. Về sau á, cái tình cảm nó nhạt dần và họ không biết là thật sự đây là mối quan hệ là đồng nghiệp đang cùng một nhà hay là hai người là người yêu hay là người bạn của nhau nữa, và mối quan hệ bị nhập nhằng đến mức mà họ chán nản và cảm giác muốn ly hôn. Như vậy thì cả hai cùng là sếp, như vậy thì không có ai quyết định trong cái căn nhà đó hết, không ai làm chủ gia đình, thì chắc chắn rằng là mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, đặc biệt là vợ chồng, thì sẽ không có gắn bó và gắn kết với nhau. Đặc biệt là đối với người phụ nữ, chúng ta có thể là sếp ở bên ngoài nhưng trong gia đình họ sẽ là cái người phải phát huy được thế mạnh và vai trò của người phụ nữ, là sự hiền dịu, là sự mềm mỏng, là một cái chỗ dựa vững chắc cho cái người đàn ông trong gia đình, và phải phân định rất là rõ ràng khi vào trong môi trường nào và phải phát huy tất cả những cái vai trò đó lên. Trinh thấy là dù là một người yêu trong một không gian riêng tư hay là một người phụ nữ đang dưới trướng một người đàn ông rất là quyền lực để làm sếp chẳng hạn, hoặc là ngược lại, thì mình phải luôn giữ được cái sự tự tin và bản sắc của mình chứ ha. Thật ra đã là phụ nữ thì em nghĩ lúc nào vũ khí quan trọng nhất là sự tự tin hết. Mà mình nếu mà khi mà đánh mất đi rồi á, ví dụ như là mình cứ sợ e dè người ta nói cái gì, hay là mình cứ sợ là mình không làm được cái này, không làm được cái kia, thì tự nhiên mình cũng bớt đi quyến rũ trong mắt đối phương của mình. Giữ vững lập trường, hy vọng là đó là tiêu chí hàng đầu của các chị em phụ nữ. Xác định rất rõ về cái ranh giới và về cái chức năng, vai trò, nhiệm vụ để mà làm sao duy trì được cái cuộc sống gia đình hạnh phúc. Đó, thì rõ ràng đó là những người ta có thể làm được. Và chắc chắn rằng là nếu chúng ta biết quản lý tốt về mặt cảm xúc của mình, phân định rõ đâu là những cái vai trò trách nhiệm, thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ vận hành được cái cuộc sống của mình nó trơn tru và nó hài hòa. Chúng ta hạn chế tất cả những cái hậu quả có thể xảy ra đối với công việc của mình. Đó là những bộ quy tắc ứng xử để làm sao đó chúng ta có thể vừa đạt được cái người yêu của mình mà có thể hoàn thành được tốt cái công việc mà mình đề ra. Rằng là với một cái hướng thứ hai là nhảy một cái công việc, tức là một trong hai người, đặc biệt là có thể là cái người nhân viên, có thể tìm một cái công việc nào đó khác hơn so với lại cái công việc ở công ty thì có được hay không, cũng là một cái câu hỏi chúng ta có thể nên bàn. Nếu như chúng ta có tình cảm thì chúng ta nên rạch ròi giữa hai việc công việc và tình cảm của mình như thế nào. Tình yêu giống như thi vị, một cái sự xúc tác làm cho công việc cũng trở nên thú vị hơn, có drama để mình bàn tán giờ cơm trưa. Nhưng mà nó sẽ rất là áp lực nếu như mà nó bao trùm một cái bầu không khí nặng nề lên mọi người sau mỗi cuộc cãi nhau hoặc là mâu thuẫn. Là nếu như có ai đó sầm xì bảo rằng năng lực của bạn không xứng đáng với cái vị trí mà bạn đang có, thì mình dùng những con số, mình dùng những bản hợp đồng mà mình kiếm được, mình dùng tài năng và sản phẩm của mình để chứng minh điều ngược lại, và không phải mất thời gian để đi phân bua với người ta là mình là người có năng lực. Và như Tường Vi bảo là một người tự tin thì họ sẽ biết cách chứng minh năng lực của mình bằng thời gian và bằng những cái giá trị lao động, chứ không phải là dành thời gian để buồn phiền và đòi nghỉ yêu hay là nghỉ việc gì cả. Người ta bàn tán là chuyện người ta và phấn đấu là chuyện của mình. Nên làm sao để cho cả hai cảm thấy thoải mái và hạnh phúc nhất cũng chính là thông điệp của chương trình Phụ Nữ Ngày Nay. Và cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian trong một buổi chiều chủ nhật đẹp như thế này để chia sẻ tâm tư cùng với tiến sĩ Hòa An, MC diễn viên, ca sĩ Minh Xù và diễn viên Tường Vi. Hy vọng là chúng ta sẽ luôn đóng góp ý kiến và đồng hành với nhau trong những chủ đề còn hấp dẫn hơn nữa vào khung giờ 17 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình do Đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện đến đây xin khép lại. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Năm đầu tiên em ăn Tết nhà chồng là em khóc. Không ai làm gì mình mà mình tự nhiên mình tủi thân mình khóc. Chính vì dâu là con rể là khách cho nên cái phận sự của người con dâu đối với nhà chồng mặc nhiên nó cao hơn. Có thể năm đầu tiên làm dâu ở nhà cùng với ông bà, nhưng mà thì năm thứ hai thì mình phải trở lại, mình quay lại giống như là ăn gia thừa bên vợ. Quý khán giả có thể xem lại đầy đủ chương trình sau khi phát sóng qua ứng dụng THVLI tại địa chỉ www.thvli.vn hoặc tại ứng dụng THVLI trên các dòng Smart TV LG, Samsung và Sony, hay trên Google Play hoặc App Store. Khán giả tại Hà Nội có thể xem truyền hình Vĩnh Long 1 trên hệ thống cáp analog của VTV Cáp tại vị trí kênh số 8.
đặc biệt khán giả cả nước có thể xem truyền hình Vĩnh Long HD độ nét cao trên VTV Cap, SCTV, HTVC, truyền hình số mặt đất và truyền hình số vệ tinh.